Bài này mình sẽ nói đến cái phép cộng của Python và in ra màn hình cái kết quả đó. Thì đầu tiên chúng ta mở cái trình soạn thảo Python này, IDLE lên. Chúng ta có thể là vào menu File, chọn tập tin mới hoặc là mở tập tin cũ. Bây giờ mình sẽ mở cái file trước đó, chọn Open. Cái file bài tập của mình lưu ở màn hình desktop này. Rồi, cái file này chưa có nội dung. Hôm nay bây giờ mình sẽ nói về ngôn ngữ Python. Ngôn ngữ Python thì nó gần với ngôn ngữ nói. Ví dụ như mình ghi là toán bằng 5, Enter cái hết lệnh. Một cái lệnh là gán cái biến tên là toán bằng 5, lý bằng 6 đi, hóa bằng 9. Vậy là máy tính nó sẽ tạo ra cái biến tên là toán, gán trị là 5, cái biến tên là lý, giá trị là 6, và cái biến tên là hóa, giá trị là 9. Tổng bằng toán cộng lý cộng hóa. Nè, cái này là máy nó tính. Bây giờ lệnh in ra màn hình. Lệnh in ra màn hình đó, chúng ta sẽ gõ chữ print, xong rồi ngoặc tròn và cái nội dung của nó, xong đóng ngoặc lại. Các bạn thấy nó, đây là một cái lệnh nè, và đây là nội dung bên trong. Nội dung của nó sẽ là tổng, rồi chúng ta chọn lưu, chúng ta nhấn nút lệnh run chạy, có thể nhấn F5 nè. Đây, cái màn hình chạy sẽ đưa ra kết quả là 20. Rồi chúng ta đóng cái màn hình chạy đi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tiếp cái hàm in ra màn hình cái nội dung này. Tổng của 3 môn là. Rồi, các bạn sẽ thấy vẫn là cái lệnh print ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Nhưng mà nếu mà nội dung là chữ thì chúng ta phải kẹp vô cái cặp dấu nháy kép nè. Dấu nháy kép. Và chúng ta sử dụng nháy kép nha. Để máy tính hiểu đây là chữ, đây là nội dung. Rồi chúng ta chọn run F5 nè. Cái này nó nhắc nhở chúng ta luôn phải lưu file trước khi chạy nha. Ok. Rồi, tổng của 3 môn là 20. Tổng của 3 môn là, đây là cái lệnh in ra cái dòng chữ. Còn cái lệnh này in ra cái biến tên là tổng. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái lệnh cũng là lệnh print. Cũng kết hợp như vậy. Tổng 3 môn là xong rồi chữ tổng này luôn. Bây giờ nếu như chúng ta ghi như vậy nè, tổng 3 môn là tổng thì không được, bởi vì máy nó vẫn hiểu đây là cái dòng chữ. Thì cái cách sử dụng là chúng ta phải dùng cái dấu phần trăm phân cách giữa cái phần nội dung nói, nội dung văn xuôi và cái biến bằng cái dấu phần trăm này. Rồi, cái biến nó thay đại diện vào chỗ nào? Ví dụ như ở đây mình sử dụng phần trăm chữ D, thì nhìn vào cái lệnh mình có thể hình dung được là cái phần trăm D này là cái tổng nó truyền vào. Giờ mình sẽ chạy thử nha. Mình tiếp tục đổi con số đi cho máy tính thấy kết quả nó thay đổi. Này, tổng 3 môn là 19. 19 là cái tổng, cái biến tên là tổng. Đây. Vậy là chúng ta nhớ thêm, muốn lệnh in màn hình mà kết hợp giữa văn xuôi và biến thì phải
cách nhau bằng cái dấu phần trăm. Và trong cái văn xuôi thì phải nhớ có cái số đại diện cho cái biến đó, phần trăm d. Rồi bây giờ ví dụ như trung bình bằng toán cộng lý cộng hóa nè, toán cộng lý cộng hóa tất cả trong mặt chia cho 3, đúng không? Rồi mình cũng in ra cái chữ trung bình trước đây, cái biến tên là trung bình. Rồi các bạn sẽ thấy là trung bình của nó là 6,3 6,333 đó. Rồi bây giờ mình cũng sử dụng cái cách, cái cú pháp này, in ra trung bình ba môn là trung bình. Thì chúng ta vẫn cứ nhớ là nội dung văn xuôi phân cách với cái biến bằng cái dấu phần trăm, và trong văn xuôi có cái phần đại diện. Bây giờ mình sẽ thử chạy nó. Các bạn sẽ thấy là nó in ra trung bình ba môn là 6. Nó in ra con số 6 nhưng mà thực tế là 6,3 lần. Rồi, bây giờ mình thay cái phần trăm chữ D này bằng phần trăm chữ F. Chạy. Trung bình ba môn là 6,333. Rồi, như vậy là nội dung tiếp theo mình muốn giải thích là cái đại diện cho cái biến, chúng ta sử dụng phần trăm D là để lấy số nguyên, phần trăm F là để lấy số phẩy, số float. Ở bài này mình nói về cái cách tính toán và in ra màn hình bằng cái lệnh print. Các bạn cứ nhớ lệnh in ra màn hình là print, là hiển thị ra in ra cái gì. Nào, in ra cái gì có hai cách. Cách thứ nhất là in ra toàn chữ văn xuôi thì nhớ kẹp vô dấu nháy kép, in ra mỗi cái biến thôi thì cứ vậy mà lấy tên biến đưa vô. In kết hợp thì phải có văn xuôi, tên biến và cái ký tự đại diện. Thì đại diện số nguyên, số thực hay là chuỗi thì chúng ta phải lưu ý. Cảm ơn các bạn đã xem cái bài nói về lệnh in ra màn hình của mình.